Chào nị, nị còn nhớ cái ghế mà nị với hai cùng đóng không nị? Bữa hai có mang cái ghế cho cô xem. Công nhận là đóng ghế khó ha. Mà đóng xong cái ghế nó cũng hơi bị bấp bênh. Nhưng giờ mình không phải lo nữa đâu. Nhà thiết kế Mikko Halonen đã cho ra đời một cái dòng đồ nội thất để cho trẻ em tự lắp ráp được, với những màu sắc rất là dễ thương như vậy nè, thấy không? Phần chân ghế, chân bàn còn có mấy cái khối màu này nè, gọi là extender. Thì mỗi khi mà mấy bạn nhỏ lớn lên, cao lên thì mình có thể gỡ cái chân này ra và lắp thêm mấy khối màu này vô để làm bàn ghế cao hơn và vừa chiều cao của mấy bạn hơn. Ý tưởng là mong những cái bộ bàn ghế này có thể lớn lên cùng các bạn nhỏ. Và qua việc tự tay lắp ráp bàn ghế thì mấy bạn sẽ biết quý bộ bàn ghế và đồng thời cũng học được cách suy luận logic hơn nữa. Tại đâu phải miếng nào ráp cũng thành cái bàn, đúng không nị? Phải theo thứ tự chứ. Mấy bộ bàn ghế này hiện chỉ có bán tại Nhật thôi. Nhưng mà cô hy vọng là vài bữa nữa sẽ có ở Việt Nam để mấy bạn nhỏ cũng có cơ hội được vừa học, vừa chơi như vậy hả nị? Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.